Dự án trọng điểm đường tỉnh 830E đang đối mặt với nguy cơ chậm tiến độ do vướng mắc về phong mặt bằng. Trước tình hình đó, Sở Giao thông Vận tải đã có đề nghị huyện Bến Lức, địa phương có công trình đi qua cần giải quyết dứt điểm vấn đề này trước ngày 30 tháng 9 năm 2024 để đẩy nhanh tiến độ công trình. Dự án đầu tư xây dựng đường tỉnh 830E, đoạn từ nút giao cao tốc đến đường tỉnh 830 là một trong những công trình trọng điểm của tỉnh Long An. Công trình được khởi công vào tháng 2 năm 2023 và dự kiến hoàn thành tháng 6 năm 2025. Hiện nay, nhà thầu đang khẩn trương làm mặt bằng, triển khai thi công cột đất, gia cố xi măng, cống dọc, nền đường đoạn qua địa bàn thị trấn Bến Lức. Tuy nhiên, qua kiểm tra hiện trường, trong phạm vi thi công tại vị trí nêu trên, còn vướng 3 hộ tại thị trấn Bến Lức chưa đồng ý bàn giao đất. Do đó, Sở Giao thông Vận tải đề nghị Ủy ban Nhân dân huyện Bến Lức, Ban Quản lý Dự án Đầu tư xây dựng huyện Bến Lức khẩn trương thực hiện công tác đền bù, vận động tuyên truyền hộ dân tháo dỡ nhà cửa, vật kiến trúc nằm trong phạm vi giải phóng mặt bằng của dự án để bàn giao mặt bằng thi công trước ngày 30 tháng 9 năm 2024.